Anh muốn nói với em một lời mà anh suy nghĩ ở trong lòng. Đó là anh cảm ơn em đã dũng cảm để quen, để làm vợ của một người bộ đội. Tan chảy rồi. Rồi. Nhìn rất chào đẹp em. Đôi. Đẹp đôi. Đẹp đôi quá. Hai bạn giới thiệu về bản thân nha. Dạ, em chào hai anh chị. Em chào mọi người ở trường quay. Em tên là Oanh, em sinh năm 93. Em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Quảng Bình. Thế mà bây giờ thì em ở Sài Gòn thì là em ở đâu? Dạ, em ở Dị An, Bình Dương. Dương dạ. Là ở ở bên bên chồng hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng em ở trọ ạ. Ở trọ. Dạ. Rồi, chào Oanh nha. Mời em. Mời chồng của Oanh. Em xin chào anh Quốc Thuận, em xin chào chị Thanh Vân, xin chào các bạn trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Duy, em cũng sinh năm 93. Em hiện tại đang công tác ở Lữ đoàn Công binh 550 của Quân đoàn 4. Cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Thật đấy, hai công việc không liên quan đấy. Đó, đúng rồi. Chắc cũng hơn 1 năm em đang ở trong đơn vị một mình buồn á. Rồi cũng ngồi lướt Facebook, mới nhìn thấy hình ảnh của vợ em đây. Dạ thì ấn tượng đầu tiên là lúc đó là nhìn ảnh của vợ em ở trên mạng thì nhìn rất là dễ thương, cũng thấy cô này xinh. Mình mới bắt đầu mới xem vào trên chỗ trang cá nhân ấy ạ. Đó thì ngoài hình xinh ra thì cũng thấy là cô này cũng ở Dĩ An nữa. Đấy là cũng gần cái chỗ đơn vị của mình công tác, kết bạn rồi nhắn tin. Rồi bây giờ phải hỏi Oanh nè. Sao mà người ta kết bạn cái mình chấp đồng nhận liền luôn. Dễ dãi quá vậy? Dạ không, vừa đó là anh comment cái gì á, em mới đăng cái gì mà cái gì đó đại loại là xinh đẹp, hiền lành, mỗi tuổi bướng gì đó. Xong anh mới vô comment là đừng bướng nữa. Xong bắt đầu hai câu chuyện bắt đầu từ đó ấy chị. Bắt đầu hai đứa mới nói chuyện xong cái hỏi tuổi. Xong em thấy cái hình avatar của anh, của chồng em ấy, là chồng lại đăng hình avatar của thời sinh viên ấy. Nhìn nó trẻ trâu mà em tư tưởng của em là không quen người ít thời chuyện. Dạ đúng rồi. Xong cái em mới hỏi cái chồng em lúc đó nói là chồng em sinh năm 94. Tại vì chồng em là sinh đầu 94 mà cuối 93. Xong em mới không có ý định quen. Rồi nhỏ em, hơn chị rồi bé dạ, ơi. Dạ đúng rồi. Xong cái em mới bắt kêu em ăn chị. Hai người xưng chồng em xưng em là bé. Còn em xưng chồng em là em. Hồi đó là chồng em phải nói chuyện mấy tháng ấy. Xong chồng em đi công tác ở Hà Nội về. Xong vô cái chồng em kêu bị đau chân. Chồng em mới nhắn tin chứ, bé ơi em ra rồi, bé gặp em được không? Xong cái em không muốn gặp chị. Xong em mới giả vờ kêu này là bé đang bị đau bụng, không có gặp đâu, mai gặp cũng được. Xong cái chồng em phải thuê nhân nghỉ. Tại vì nếu mà vô đơn vị thì không có ra được. Cái sáng ngày sau cái chồng em đi qua cho em đi xem phim mà chồng em siêu lắm. Em ghim đình vi một cái là tới ngay tận cửa phòng luôn. Xong đi coi phim, xong rồi ăn, xong đi uống cà phê ngay đầu tiên mà. Hai đứa ngồi ở quán trà sữa từ 1 giờ chiều tới 10 giờ tối. Ngày đầu tiên đã ngồi 9 tiếng với nhau. Nhưng bao lâu thì yêu bao lâu rồi cưới? Nhà tầm 1 năm là bọn em cưới được tháng 2. Mới đây luôn, cũng son đó. Bây giờ anh hỏi Duy nè. Dạ. Tức là em nhìn lần đầu tiên em nhìn thấy cô này là trên mạng xã hội, rất là đáng yêu. Dạ. Nhưng khi mà em gặp cô ấy ở ngoài đời thì có như trong hình ảnh hay không? Vợ của em hồi đó để hình Facebook là nhìn dễ thương lắm. Cho nên là em cũng cố gắng. Ấn tượng đầu tiên của em là vợ em là nhỏ con. Và nhất là lúc nghe giọng nói như anh nói đó. Em dễ nghe giọng nói là em nghe ngọt. Lắm mềm ngọt. Em cũng thích ý rồi. Đi xem phim xong rồi về nói chuyện. Chắc là cũng một phần là hai đứa cũng bằng tuổi à. Trong cuộc sống thì cũng có nhiều cái chia sẻ cùng nhau đó. Cho nên là nói chuyện nó rất là hợp. Rồi sau bao lâu thì là hai đứa chính thức yêu nhau nào? Lúc trước đó nói chuyện xong cái từ lúc gặp mặt là tầm 1-2 tháng gì đó. Xong tới gặp mặt xong tới tầm 2 tháng sau thì tại vì thấy hợp. Xong cái chồng em đặt vấn đề luôn là thầy em thấy bé với em nói chuyện cũng hợp này. Xong có nghĩa là vẫn xưng mà bé bé đúng không? Dạ đúng rồi. Xong cái em kêu này thôi
không làm gì nữa đâu. Xong em lại vô trần nhà đi gặp nhà em, xong cái anh cứ kêu nói là bé về với em không được. Xong bắt đầu đổi xưng hô luôn. Em giấu nhà em một thời gian lâu, xong cái cuối tuần chồng em ra, cái hai vợ chồng ở bên phòng chơi. Cái anh em mới đi qua, anh em nhà anh em gần chỗ phòng em luôn. Cái anh em đi qua cái thấy, bắt đầu anh em mới bắt qua nhà anh ra mắt này kia. Đúng rồi. À, xong cái anh em nghe nói là bộ đội nữa, xong làm ở quân quân 4 thì anh em lại quen mấy người ở bên đó. À. Xong rồi ba em cũng là bộ đội. Ôi, lại giống nhau ba nữa. Ba em là bộ đội luôn. Dạ, ba em cũng là bộ đội. Xong cái bắt đầu anh em nghe vậy, cái anh em cùng thích, xong anh em cùng nói với chồng em này là anh nghe nói là bộ đội anh thích. Thích ngay. Em là từ, em đến từ thành phố nào? Dạ em thì quê gốc là ở Nghệ An. À. Dạ nhưng mà sau này gia đình thì chuyển vào trong Gia Lai sinh sống. À. Dạ. Ừ. Thế thì anh hỏi nè, anh lính này anh có lãng mạn không? Dạ không, chồng em nói chuyện cùng tình cảm nhưng mà không có lãng mạn gì. À. Giống như kiểu sinh nhật em á, là chứa cầm cả tuần ấy kêu này, xong cái lên shopee lướt, xong cái kêu này em thích cái gì để anh mua. Tới cái ngày sinh nhật của em, từ sáng tới chiều không hề có một tin nhắn chúc mừng luôn. Hôm nay em giận luôn. Xong cái đến khi tối em nói với lại tính em ấy, tính em là giống như kiểu là em giận cái gì hay là em không vừa lòng cái gì là em phải nói ra mới được. Để hai đứa cùng giải quyết ấy. Xong cái tối đó em nói, xong em nói nhưng mà em vẫn giận. Xong cái bắt đầu sáng ngay sau em đi làm, chồng em mua một đống bánh kẹo chạy qua cổng công ty em, xong kêu em ra lại em khóc em lên luôn. Bánh kẹo vẫn còn giận, rất là thẳng tính, con gái rất là dễ thương. Đó, à, sao? Xong cái em vẫn không hề giận. Xong cái sau này... Ủa rồi, cái mớ bánh kẹo đó là sao em... không lẽ mình ôm đem về? Mà này phụ nữ là sợ ngọt lắm, em đi mua bánh kẹo làm gì nữa. Xong cái sau này chồng em cùng lỗi đôi này kia, xong em cùng nói ra quan điểm của em, giống như kiểu là em không cần tặng quà đặt tiền hay cái gì đó, nhưng mà em giống như em muốn là được chúc, giống như là mọi người quan tâm, hoặc là chỉ cần một cái món quà lưu niệm nhỏ thôi. Mang tính chất giá trị tinh thần ấy. Thì em không cần là có quà này kia kiểu vậy. Lỗi, xong rồi em bỏ qua. Lúc đó là em mới lấy bánh kẹo đúng không? Không, em không lấy bánh kẹo. Đúng rồi, cuối cùng bánh kẹo đó đem về cho cho danh trại ăn đúng này, không? Này này, cứ như là giúp trẻ con ấy mà mua bánh kẹo, trời ơi. Sai, quá sai nha. Mua bánh kẹo. Kiểu lúc đó là trong ngày hành chính làm việc ấy anh. Thì em thì cũng không được ra ngoài đâu, cũng phải lên xin nịnh nọt lắm, kiểu tranh thủ cái giờ nghỉ trưa ấy à. Chạy ra tí rồi cũng phải vào đơn vị công tác thôi. Cho nên là vợ cũng giận hoài đến khi được xin nghỉ cuối tuần ra, rồi hai người gặp gỡ rồi cũng xin lỗi. Dạ, cũng hứa hẹn sau này sẽ không vô tâm như vậy nữa. Rồi chàng này mà không lãng mạn thì lúc mà cầu hôn em có lãng mạn không? Đó. Không có cầu hôn gì luôn. Ủa? Không cầu hôn luôn. Lãng xẹt luôn rồi. Lãng xẹt. Ủa, anh cứ nghĩ rằng là sau cái sự cố bánh kẹo á là ảnh sẽ có thay đổi, sẽ có một chút lãng mạn, và nhất là cái việc mà cầu hôn là phải có một cái gì đó tạo một cái sự bất ngờ cho người mình yêu chứ. Dạ không, không. Không luôn. Chồng em là đợt đó là hình như gần Tết năm trước nè, xong cái hai đứa đi ăn xong chồng em kêu này là em ạ, anh có chuyện muốn nói với em. Xong nghe kêu chứ giờ hai đứa mình cùng xác định rồi. Tầm đầu năm sau thì hai đứa mình cùng cưới thôi, nên là giờ anh muốn là đi mua tặng em một cái nhẫn đính, cái nhẫn cầu hôn, kiểu là tay chính của anh là trong tấm khoảng đó. Xong rồi em coi em mua, xong cái bắt đầu hai đứa ra tiệm trang sức, xong bắt đầu mua nhẫn, chọn nhẫn cho em, xong mua xong đó hết. Trời ơi, coi như là ông lên lịch hết trơn luôn. Xong ông còn nói giá tiền luôn đó. Trời ơi, ông này cũng không bất ngờ gì hết trơn. Ủa sao vậy Duy? Anh nghĩ là trong danh trại cũng có phim coi, cũng có coi phim, rồi cũng coi mạng xã hội. Nói chung là cũng ít nhất em cũng phải xem được một vài video clip về cái việc gọi là cầu hôn sao nè. Nói những gì để cho người yêu mình vui nè. Đúng rồi. Đó, sao nó mà nó thẳng tuần tuột luôn vậy? Trước đó là em cũng có qua chỗ nhà ông anh mấy lần đó. Thì ông anh cũng hỏi thẳng luôn. Anh cũng hỏi là đấy, hai đứa thì tìm hiểu nhau thì cũng được một thời gian. Xong rồi là cũng gặp anh rồi. Thì bây giờ hôm nay anh gọi qua thì anh cũng hỏi xem là ý của em như thế nào. Xem là em với anh quen biết thì quen biết là để làm gì đó. Thì hỏi vậy.
chắc là một phần là do tiếp xúc với anh lớn rồi cũng mình cũng một phần kiểu người cũng hơi thiếu lãng mạn nữa. Cho nên là em cũng không có với một phần tính của em cũng có thể là khá hướng nội nữa đó. Cho nên là em cũng không có đặt cho mình cái suy nghĩ là tạo ra một cái không gian lãng mạn giống như kiểu là nến rồi hoa rồi là bàn tiệc hai người riêng rồi sau đó là nói những lời tỏ tình. Em cũng thường nói là em thích gì, anh muốn tặng em cái này và em xem thử là em thích cái gì thì anh sẽ chọn cái đó. Cưới xong là động phòng liền đúng không? Sau khi mà cũng kiểm tra phong bì xong thì hai đứa cũng khuya rồi cũng dắt nhau đi ngủ. Rồi nhưng mà hai người lấy nhau xong thì có cảm giác như là vỡ mộng không? Chồng em thì không cọc tính nhưng mà kiểu chồng em là hồi xưa trước cái chồng ấy là em nghĩ là em là người kiểu sạch sẽ ngăn nắp rồi ấy. Nhưng mà sau khi cưới chồng về cái thấy chồng em còn hơn cả em nữa. Đương nhiên rồi em, xong rồi bộ đội mà em. Đúng rồi, bộ đội. Trời mà ơi. Xong cái đôi dép em đi trong nhà vệ sinh ấy, xong ra thì em lột em bỏ ở trong nhà vệ sinh luôn thôi. Em cái nó phải dưng lên cho nó ráo nước. Vừa sau đi vô con đi nữa. Xong em cứ quên hoài, xong bắt đầu chồng em bước vô toilet. Vợ ơi. Xong em này, dạ. Em biết em quên cái gì? Em trời ơi, sao mình lại quên ta? Thế là chồng em không nói được gì nữa. Tại vì em nhây. Nói chung là chồng em cũng khó tính, hay cằm ràm, nhưng mà tại vì em nhây quá xong cái chồng. Là hay cằm ràm đúng không? Hay cằn nhằn. Giờ đến lượt Duy nào, đến lượt Duy. Bây giờ là từ nãy giờ nghe vợ nói xấu mình rồi, đến lượt mình được quyền rồi. Và em hay quên mình là đi vào toàn để quên đồ trong nhà tắm thôi. Nhiều hôm là người thì ra rồi nhưng mà kiểu điện thoại em đâu, điện thoại em trong nhà tắm. Hoặc là đồng hồ, điện thoại rồi nhà tắm luôn. Kẹp tóc rồi đó. Rồi là cái thêm cái mặt đặt nó hơi xấu đó là chậm. Điều từ lúc chậm. Muốn làm cái này cho đến lúc thực sự bước vào làm là nó phải mất một khoảng thời gian. Trì hoãn hả? Dạ. Lê đó. Lê là em mua đồi á. Thường là em nghĩ rằng cái gì cần làm và em nói ngay là cái đó cần làm là em làm đứng dậy em đứng đi làm liền luôn. Nhưng mà vợ em thì từ cái lúc nói cho đến cái lúc làm nó phải mất một khoảng thời gian. Có mong muốn chồng mình thay đổi một cái gì đấy thì Oanh có gì mà muốn gửi gắm đến Duy không? Nếu mà mong muốn ấy thì em chỉ mong muốn là chồng em được về nhà nhiều hơn với em thôi. Còn bình thường chồng em cũng kiểu quan tâm rồi hay chăm sóc. Nói chung là chồng em thương vợ. Đáng yêu quá. Nên em chỉ cần chồng em về nhà nhiều hơn với em. Điều này thì Duy có làm được không? Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Sẽ cố gắng thôi. Tại vì em cũng biết rồi, công việc đặc thù của những anh bộ đội là làm trong doanh trại thì bao giờ cũng vậy. Thì thời gian dành cho xã hội, dành cho doanh trại quân đội thì sẽ rất là nhiều. Nhiều hơn so với gia đình. Nên là chị mong là em sẽ có nhiều sự thấu hiểu hơn và thông cảm hơn cho vợ của mình. Và chị nghĩ là mình lãng mạn hơn một chút thì cũng có mất gì đâu. Thôi bây giờ anh đề nghị luôn đi. Anh đề nghị luôn đi. Bây giờ đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản đặc biệt dành cho cặp vợ chồng son trong quân đội. Đó. Thì hôm nay anh rất là muốn Duy bày tỏ một cái tình cảm gì đó. Anh muốn nói với em một lời mà anh suy nghĩ ở trong lòng. Đó là anh cảm ơn em đã dũng cảm để quen để làm vợ của một người bộ đội. Tam chảy rồi. Mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, em ở Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Em tên gì? Dạ, em tên Quyên ạ. Tên năm mấy Quyên? Dạ, em sinh năm 94 ạ. Rồi, em ở Bình Định hả? Vậy thì đang sống ở Bình Định luôn hay sao em? Dạ, đúng rồi. Rồi, vậy thì công việc em là gì? Dạ, em làm kế toán cơ. Vậy thì nếu mà ghi hình ở Sài Gòn em có vào được không? Dạ, nếu mà tìm được người phù hợp thì em vào. Vào ghi hình được đúng không? Dạ. Bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của mình nha. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, hoạt bát. Nói chung là thích nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì dễ tin người lắm chị.
hay khóc. Bị lừa gì rồi em? Bị lừa gì rồi mà nói dễ tin nghe? Kiểu như là ai kể gì đó buồn buồn hay gì, nói chung người ta kể thì cũng tin nè. Đâu, cụ thể mình bị lừa gì? Dạ không có chị, đâu lừa gì đâu. Sao em nói là dễ tin người, em đã tin cái gì rồi? Thì nói chung ai cứ nói chuyện kể lỡ gì đó thì em tin thôi chứ tin gì đâu chị. Rồi, em bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Em có một đời chồng rồi chị. À, rồi em nói về cái hôn nhân đó đi em. Thì do bên ông xã em hồi lúc trước cũng ăn chơi rồi vậy á chị. Nói chung là em đã chồng xích mích, em không nói nữa cho nên ly dị. Em đã có con không? Dạ. Có con không em? Dạ có một bé gái 5 tuổi. Đang ở với em hả? Dạ. Rồi lý do mà ly hôn là sao? Do xích mích vợ chồng, kiểu như chồng em ăn chơi không lo làm ăn á chị. Rồi em ở bên chồng được bao nhiêu lâu? Em ở bên chồng được 2 năm. Ở 2 năm, rồi chia tay được bao lâu rồi em? Chính thức ly dị bao lâu rồi? 3 năm rồi chị. Rồi 3 năm này có tìm hiểu ai không? Dạ chưa. Lý do tại sao? Thì em cũng sợ như vậy nữa chị. Lầm lỡ một lần rồi cho nên em nhát với cái vấn đề đó. Mà hồi trước là em tìm hiểu rồi lâu không? Dạ cũng lâu chứ, cũng quen trước khi cưới cũng lâu rồi chứ. Rồi bây giờ rút kinh nghiệm gì trong cái hôn nhân đó không em? Dạ thì muốn tìm được một người lo làm ăn, kiểu như là kinh tế ổn định tí á chị. Rồi kiểu như không gia trưởng á chị. Nhưng mà em ở bên nhà chồng hay là sao em? Bây giờ hiện tại hay là sao chị? Trước đó em lấy chồng em ở bên nhà chồng hay là em ở nhà hai vợ chồng riêng? Dạ. Ở bên nhà chồng luôn chị. Ở chung với mẹ rồi, chồng. Ở chung với mẹ chồng rồi cái thời điểm mà hai vợ chồng xích mích rồi này nọ rồi bên mẹ chồng có nói gì không? Kiểu như mẹ chồng cứ đứng bên đục cái chồng, không có ai nói với em tiếng nào hết. Ủa nhưng mà em hồi trước em tìm hiểu là bao lâu, lúc em tìm hiểu thì có anh hồi đó em... như thế nào? Thì chưa có kiểu như ăn chơi như vậy. Thì hồi trước khi cưới thì cũng vẫn làm ăn bình thường, nhưng mà sau khi cưới rồi khoảng tầm bé em 2 tuổi là bắt đầu đổ ra ăn chơi cờ bạc. Có phải là, nhưng mà trước đó thì tụi em quen lâu không, quen mấy năm rồi tìm hiểu cái gì? Thì hồi xưa em sinh viên em cũng có ít tìm hiểu lắm chị. Em đi học ở Nha Trang rồi ổng ở Quy Nhơn cũng nhắn tin vậy thôi chứ cũng không có gặp mặt nhiều. Vậy là coi cưới cũng vội ha. Bây giờ nếu mà tìm hiểu thì bao lâu, có kinh nghiệm gì rút ra không, chứ tìm hiểu mà kiểu đó không hiểu rồi về cưới là có chuyện nữa đó. Dạ thì bây giờ em cũng kêu là muốn được một người mà kiểu như là kinh tế ổn định đó chị, lo làm ăn kinh tế ổn định. Rồi gì nữa không? Quan tâm nhất là thương em cũng như là thương con của em đó chị. Rồi em đi theo chồng được không? Dạ được. Rồi con cũng đi theo. Dạ mà em chỉ sợ là năm muốn tìm được một người hiểu cho em, hiểu cho hoàn cảnh của em. Bây giờ em mong muốn bạn trai ngoại hình như thế nào nè? Dạ em muốn tự như một người lớn tuổi hơn em, biết la làm ăn, kinh tế ổn định, với lại không có kiểu như là gia trưởng chị. Không gia trưởng đúng không? Dạ. Với lại là ở bên Định, nếu mà người đã ở bên Định thì càng tốt chị. Ở Sài Gòn được không? Sài Gòn thì em sợ. Sợ kiểu như là nếu mà ở bên Định thì càng tốt rồi. Rồi em cao mét nhiêu? Cao 1m58. Rồi công việc là phải ổn định, là anh ấy đã kết hôn có con luôn được không? Kết hôn có con luôn rồi hả chị? Ví dụ cùng hoàn cảnh với em thì được không?
Dạ thì cũng được, kiểu như là em không quan tâm tới đó, nhưng mà quan trọng là em cũng thương con ảnh, ảnh cũng thương con em rồi, có công việc ổn định, kinh tế ổn định là được. Rồi ok, giờ đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò, thì nếu mà em được lựa chọn vào chương trình đó thì sẽ có một biên tập làm việc với em sâu hơn ha. Em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ em tên là Lê Thị Lan. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng á. Em sinh năm 1989. Em quê ở Thanh Hóa, hiện tại em đang làm ở Hà Nội. Chị làm về cái vị gì? Em làm bên trung tâm Anh ngữ á chị. Cho trung tâm Anh ngữ đúng không? Rồi chị là 1989 hả? Đúng rồi chị. Hiện tại là chị đang làm ở Hà Nội đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, mình có ca hát tài lẻ hay gì được không chị? Em thì em chắc là các hoạt động bề nổi ấy, em cũng mỗi thứ chút chút. Ừ, hát thử cho em nghe đoạn thử xem. Thôi chắc là bây giờ chắc là em ngại lắm, không tiện lắm. Ừ, rồi ok, bây giờ chị nói cho em về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em chắc là em là người, nói chung là hiện tại em đang có thu nhập cũng tốt, em có công việc ổn định, em là người rất là nấu ăn rất là ngon, em cũng là người dễ tính ấy, em dễ tính dễ hòa đồng mà cũng thân thiện á, em rất là yêu trẻ con. Nhưng mà điểm yếu của em thì nhiều khi em cũng hơi kỹ tính á, em rất là kỹ tính nên là em cũng cầu toàn trong cuộc sống á, nên là những mối quan hệ thì em cũng khá là chọn lọc, nên là em nói chung là cũng khó tính á, nói chung về các mối quan hệ thì em hơi khó tính. Ừ, rồi, về điểm yếu mình là gì? Điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em chắc là, nói chung là từ những cái mà điểm điểm yếu của mình ấy, nó dẫn đến là những cái ví dụ như là em ở bẩn ở dơ, hoặc là em không thích những cái người mà hay than vãn á, nên là thành ra là em hay khó tính như vậy. Đấy là điểm yếu của em là khó tính luôn á. Khó tính thì thành ra em ít đưa các mối quan hệ ở xung quanh mình hơn á. Ừ, rồi vậy thì đã chạy qua bao nhiêu mối tình rồi? Em lấy chồng em là mối tình đầu á. Chồng em quen 7 năm xong rồi em cưới. Bạn đấy là bạn đại học của em á. Xong em quen 7 năm rồi em cưới được 7 năm thì em ly hôn. Cưới được 7 năm ly hôn, mình có cháu nào chưa? Em có một bé 6 tuổi. Có một bé 6 tuổi rồi. Bây giờ chị kể cho em nghe giúp về cái câu chuyện của mình đi. Mình gặp anh ấy như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao lại chia tay? Bạn ấy là một bạn của một bạn học học đại học của em á, xong rồi cũng các bạn ấy giới thiệu, thì xong rồi quen nhau, thì cũng quen nhau 7 năm. Thì nói chung là chồng cũ của em là người rất là giỏi, anh ấy cũng là một người rất là thành công trong công việc á. Tuy nhiên thì có những cái biến cố là anh ấy kiểu là sa đà vào mấy cái tệ nạn á, xong thì cũng nhiều lần khuyên thì anh ấy cũng không dứt ra được á, nên là vợ chồng dẫn đến đổ vỡ. Sa đà vào tệ nạn về cái gì chị? Cờ Cá bạc hay là độ á. cá độ quá hả? Đúng rồi. Rồi mắc nợ hay sao? Mắc nợ Đúng nhiều rồi, lắm đúng rồi chị, đúng rồi. rồi đừng nói là nói với em là chị là người trả hết nha. Không thì ý là cái nợ ví dụ như bên nhà mình nhé, thì mình cũng có một ít, nhưng mà mình nói chung là mình trang trải xong rồi. Còn đúng là còn mình chỉ tại vì những cái mà anh ấy vay mượn thì mình đâu có biết đâu, mình cũng không phải là người đứng tên vay, cũng không có biết về những cái đó, thậm chí vay ai mình cũng cũng không biết luôn á. Thì khi vỡ ra thì mình biết, thì cái đấy mình cũng bên gia đình có hỗ trợ á, thì mình bên của nhà mình thì mình trang trải bên nhà mình thôi. Rồi. Vậy thì chị đã ly dị được 7 năm rồi đúng không? Không không không, mình mới ly hôn được hơn 1 năm, nhưng mà mình chung sống với nhau 7 năm. Ly hôn được 1 năm rồi, ly Đúng hôn rồi. Hiện tại bây giờ chị mong muốn tới với chương trình là như thế nào nè, chị mong muốn kiếm bạn trai như thế nào nè? rồi. Mình mong muốn tìm được một người là hơn tuổi,
thứ nhất là hơn tuổi của mình, thứ hai là một người cũng phải chín chắn á, và người đấy phải là người có công việc và có thu nhập tốt. Thứ ba nữa là phải là người ở Hà Nội thì tốt, không thì phải là người Bắc á, người ở khu vực ngoài này. Ừ, chị cho em con số nhất định về cái tuổi tác của người bạn trai đi. Tuổi tác thì ít nhất là bạn ấy phải hơn mình là 2 tuổi. 2 tuổi là cỡ khoảng 35 đến 40 không? Ờ, 87, đúng rồi, khoảng khoảng tuổi đó, 87 trở lên. 1987 trở lên ha. Rồi, công việc ổn định nè, chị cao mét bao nhiêu? Mình cao 1m58. Cao 1m58, rồi ok. Rồi, chị còn mong muốn ở bạn trai gì nữa không? À, bạn ấy phải ưa nhìn một xíu, ưa nhìn một xíu, với cả là phải cao từ 1m68 trở lên. Cao 1m68 trở lên. Rồi, rồi còn gì nữa không nè? Hôn nhân nè, người ấy đã từng kết hôn được đúng không? Đúng rồi, người ấy từng kết hôn cũng được, nhưng mà người ấy phải là người đàn ông của gia đình nhé. Nói chung là phải biết quan tâm và chia sẻ về cuộc sống á, tại vì mình đã có một cuộc hôn nhân rồi thì mình cũng không muốn là có một thêm một người nữa để về mình lại tiếp tục là lo toan đấy, lo toan quá là nhiều á, mong muốn một người có thể đồng hành, có thể chia sẻ cùng với mình trong cuộc sống. Rồi, ok, rồi. Anh ấy có con cũng được đúng không? Đang lo cho con cũng được đúng không? Được, được. Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà chị được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bài nâng cập làm việc cho chị sâu hơn nha. Dạ ok nhé. Để mình cảm ơn chương trình. Rồi chị bấm tag cái giùm em nhé. Dạ ok. Còn mấy người ngờ mọi người